Sống trong một căn nhà thuê rộng chừng 20m², một người chuyên thu gom phế liệu ở Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến cho hàng nghìn cư dân mạng ngạc nhiên với tài vẽ tranh sơn dầu tự học của mình. Anh Wei Wangming, sinh năm 1972 ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, hiện đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang 18 năm. Những lúc rảnh rỗi, anh học vẽ tranh sơn dầu. Anh coi đây là xưởng vẽ tranh nghệ thuật của riêng mình. Xưởng vẽ đặc biệt này thiếu ánh sáng do chất đầy những thùng giấy, sắt vụn, đồ gia dụng bỏ đi mà anh thu lượm quanh khu phố. Đây cũng là nơi anh sinh hoạt ăn ngủ nghỉ. Theo anh Wei, anh thường thức dậy lúc 6 giờ sáng để vẽ tranh, sau đó dành cả buổi chiều cho công việc thu gom phế liệu. Buổi tối anh lại tiếp tục với đam mê nghệ thuật, có hôm vẽ tới nửa đêm hoặc rạng sáng. Mùa hè tôi thường vẽ vào buổi sáng, tôi dậy lúc 5 hoặc 6 giờ sáng và đến khoảng 11 giờ thì hoàn thành xong một bức tranh. Sau đó tôi phân loại phế liệu, đem bán trước 2 đến 3 giờ chiều. Mùa đông thì tôi thường vẽ vào buổi tối và có lúc vẽ đến rạng sáng. Anh có niềm đam mê với hội họa từ khi còn nhỏ. Anh từng vẽ bức chân dung cho những người qua đường ở Quảng Đông từ năm 1997 đến năm 2001. Sau đó đến năm 2003, anh quyết định định cư ở Thiệu Hưng để có nguồn thu nhập ổn định nuôi gia đình. Đầu tiên với tôi vẽ tranh không phải để kiếm tiền. Kế đến tôi ổn với cuộc sống của mình. Nhưng khi lớn lên, kết hôn, tôi đã mua một chiếc xe ba gác để thu gom phế liệu. Đến nay đã được 17-18 năm. Nghệ thuật bắt đầu quay trở lại với anh Wei cách đây 5 năm. Một quản lý nhân sự tại một nhà máy nhựa đã hỏi về bản sao một bức tranh phong cảnh mà anh Wei đăng lên WeChat. Nhờ đó anh đã kiếm được một số tiền nhỏ. Anh Wei sau đó mua album ảnh, xem video trên mạng để cải thiện khả năng vẽ của mình. Sau khi những bức vẽ của anh lan truyền trên mạng, các đơn đặt hàng tới tấp đến. Từ đó anh trở nên nổi tiếng với những tác phẩm của mình. Anh được coi là một họa sĩ đặc biệt khi kết hợp được công việc mệt mỏi ban ngày mang lại nguồn thu nhập chính với đam mê màu vẽ vào buổi tối. Những ngày có cảm hứng, mỗi ngày anh có thể sao chép 3 bức tranh sơn dầu nổi tiếng. Mỗi bức bán với giá 300 đến 500 tệ, tương đương với khoảng 46 đến 77 USD. Từ đầu năm đến nay, mỗi tháng anh nhận được khoảng 20 đơn đặt hàng. Cuộc sống của anh Wei khá đơn giản, phần lớn thu nhập anh gửi cho vợ và các con ở quê. Thời gian rảnh ngoài lúc đi làm và vẽ tranh, anh thường đọc sách và dạy các em nhỏ có niềm đam mê vẽ giống anh. Tôi được nhiều người yêu thích, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể nổi tiếng mãi. Vì thế tôi không được tự mãn cũng như vội vàng. Tôi sẽ làm những gì nên làm, đó là thu gom phế liệu và vẽ tranh sơn dầu. Anh Wei hy vọng trong tương lai, trên một chiếc xe ba bánh của mình, anh có thể được ngắm một thế giới rộng lớn hơn, tự tạo ra những tác phẩm của mình thay vì vẽ bản sao của những tác phẩm nổi tiếng. Bên cạnh đó, anh còn có ước mơ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.